Hello, hello anh em. Chào mừng tất cả anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình nha. Ok, hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm bắn cá online cho anh em. Vốn của tôi hôm nay sẽ là 36 củ anh em nhá. Tôi vừa làm được mấy con lô anh em ơi. Tôi vừa hút được mấy con lô thì trước khi rút tiền thì phải qua dạo qua bắn cá một tí xem có nên cơm nên cháo gì không anh em ạ. Ok, bắt đầu anh em ơi. 20k đi. Mất đạn 20k đi anh em. Đây rồi. Mẹ con bài yêu thích của tôi. Con cá yêu thích của tôi anh em ơi. Uầy, không nổ rồi. Bố bịp rồi, bịp rồi, bịp rồi. Mất bố mà mẹ mới mất bố củ rồi mà vẫn không nổ thì cái này thì lỗ rồi anh em ạ, à. Lỗ rồi. Nổ đi, không nổ luôn kìa. Hoài cá này cá bốc đốt binh hay sao anh em ạ, cá hôm nay bốc đốt binh hay sao ấy, hoài vẫn không chịu nổ. Ôi rồi ôi, con này mà nổ một củ sáu anh em, đây rồi, con này hai củ anh em nhá, con này hai củ này, không biết có nổ không này thì mẹ mày không nổ luôn. Cá hôm nay kiểu mày bốc đốt binh hay sao ấy thì mẹ mày kinh khủng. Tí đợi con cá sấu ra gầm phát à. Chạy luôn anh em, tầm này tôi kiếm được khoảng hai củ của tôi sẽ chạy ngay vào luôn anh em ạ, chạy ngay vào luôn. Tôi kiếm tầm 4 5 củ của tôi ia cờ rút, ia cờ rút tiền. Con này 4 củ anh em nhé, con này 4 củ nhá. Mẹ với tốc độ bơi thế này mà không nổ nữa thì thôi chứ. Cá kiểu hôm nay mẹ mình chơi xì ke hay sao anh em, không nổ luôn kìa. Đây rồi, bây giờ vẫn kiểu đang hủy tiền. Đây rồi đấy, như thế có phải hay không, bắn hai phát nổ như thế có phải hay hơn không, làm gì bắn mãi không nổ. Đấy là một thanh niên ngựa non háu đá này, bảy củ vào làm phát 40k thế này thì mẹ mày tiền chùa. Chắc thằng này mẹ mày nhà kinh doanh cái gì ma túy thì sao ấy, mẹ mày rửa tiền hay sao ấy. Tôi nghĩ là nó rửa tiền đấy nha mọi chứ người thường làm gì có những cái chuyện như thế đấy. Nãy giờ đã thế mẹ gặp con nào nó cũng bắn kiểu lan man thế thì ghê chứ. Nó ăn rồi. Ôi may quá anh em ơi, may quá, may quá anh em ơi. Tí thì bị cướp con cá đó là cũng hơi bị a cay đấy nha, hơi bị a cay đấy. Đấy rồi, củ tư 39 củ, gắn thêm củ hai củ gì đấy nữa là nghỉ anh em ơi, rút tiền anh em ơi. Mẹ mày không tham được đâu, tầm này không tham được đâu anh em ơi, tầm này mẹ mày chắc chắc kèo thôi. Tôi mẹ đang thực hiện theo cái phương châm là kiếm cơm mỗi ngày mà anh em. Đấy thanh niên kia mẹ người non hóng đá ra cờ cút rồi anh em, được có 7 củ vào bắn phát 40k, tôi đúng đến đạn thanh niên luôn. Nó hiểu kiểu gì rồi anh em ạ, tôi mới ba mấy củ mới chưa dám mẹ mày chơi phát 100k hay là 50k đây, gặp thanh niên bố đời quá ghê gớm luôn. Đây nó sẽ qua mắt mới đấy, mẹ mày may tí bắn này mất thêm bố mấy viên đạn. Anh em để ý nha anh em để ý nha. Cho nó bơi thêm một lát rồi anh em bắn cho em. Đây lại thanh niên này, một củ chín này, mẹ mày chơi vào chơi phát 40k. Ôi trời ơi, thật sự luôn. Con này là 350 này, nhân 35 này, hai củ 700, không không chơi anh em nha, không chơi nhá. Rồi, thanh niên này mình chuẩn bị tạm biệt búp bê thân yêu này. Rồi, chào thanh niên. Ấy hiểu nó bắn kiểu gì nhá. Tôi không chơi map này anh em nhá, map này tôi không chơi đâu. Nó là chơi mẹ dễ ra đảo lắm. Chơi kiểu gì cũng lỗ anh em, nên là không chơi, tốt nhất là không chơi cái map này. Đợi nó do ra mấy con quái to rồi bắn. Đợi nó ra mấy con quái to rồi bắn anh em ơi. Không chơi mấy cái thể loại này tôi đã thua nhiều rồi anh em, nên là tôi kinh nghiệm rồi anh em ạ. Chơi bắn cá mình né né mấy cái thằng này ra anh em, em mấy thằng bộ đội quốc dân này thì gặp mấy thằng này thì có chết thôi. Ok, lan man đấy giờ cũng làm được 4 củ anh em, 4 củ tôi nghĩ là có nên rồi. Mẹ mình nghỉ hay là tiếp tục đây, chắc là làm thêm mấy 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 mấy, mấy tay đấy anh em, đang ghiền. Ấy chà 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 chà, ngon ngon ngon. Để cho thằng này nó hết tiền này tôi sẽ bắn tiếp vào con này.
Đây rồi, nó hết tiền ngay đấy, anh em thấy chưa, quá ghê gớm, quá ghê gớm. Ok, hiện tại đã lái được 6 củ anh em ơi, không chơi nữa nha, không chơi nữa nha. Nhưng mà nghiền quá thì ok, được lắm anh em, vào đấy, tự nhiên thì phải vào lan man 3-4 phút lại được. Tự nhiên mẹ vào lan man tí húp 6 củ anh em, quá ngon lành. À, vào làm bắn đạn 1K phát cho nó đỡ nghiền thôi anh em. Tầm này tôi không chơi nữa rồi. Tầm này tôi bảo toàn tính mạng thôi anh em. 6 củ là quá ngon rồi. Dại gì mà chơi đấy anh em. Đấy, tôi bỏ ra 6 lít thôi mà tôi chơi. Chơi vì đam mê anh em ơi. Nói chung là tôi đối với con bắn cá này tôi vẫn nghiền anh em. Kiểu gì ấy, vẫn nghiền kiểu gì ấy. Bởi vì hồi trước chơi ai ăn đây, ai sao mình ăn anh em ơi. Hồi trước là tôi chơi thời mà cái game bắn cá online nó chưa thịnh hành ấy nhá, nó chưa thịnh hành ấy. Chủ yếu là chơi ở mấy cái máy bắn cá ấy. Hồi trước vậy mình chơi nghiện kiểu gì luôn anh em, kiểu gì luôn tôi cũng không hiểu luôn, nghiện ghê lắm anh em ạ. Ôi, vẫn có tiền này anh em, nghiện ghê lắm. Sau này cũng giải tán hết nên là chủ yếu là chơi online thế này thôi. Mấy bắn cá, mấy cái máy bắn cá sau này nó cũng dẹp hết anh em, cũng dẹp hết này, cũng tìm không có nữa nên là chuyển qua thể loại online này thì cũng được, thấy cũng được, thì cũng nói chung là con game này tôi thấy là nó cũng thật game anh em, cũng kiểu giống cái bên bắn cá ở mấy cái trung tâm thương mại và mấy cái máy bắn cá ấy. Nói chung là cũng được, và cái tôi kiếm tiền ở đấy nó vẫn ok nha, vẫn ổn này, tôi thấy là vẫn ổn anh em ạ. Đó, hôm nay giới thiệu cho anh em một con game bắn cá mà theo tôi là kiếm tiền này khá là đơn giản đấy nhỉ. Mẹ thanh niên này này, thanh niên nào tiệm sức mạnh này, thanh niên nào tiệm sức mạnh anh em ơi, 7K mẹ mình được tiền được 2 củ rồi, vào chơi phát 7K. Ờ 7K, ờ mình xin lỗi nha, mình cứ tưởng là phải 70K anh em ơi. Nãy tôi chơi bên kia, nãy tôi chơi bên kia tôi cứ tưởng là 70K. 70K thì thanh niên này mình ngáo đá rồi, 7K thì cũng được anh em, 7K thì cũng hợp lý đấy. Đấy, vẫn cứ là ok. Ok thì hôm nay là tôi sẽ xin phép được dừng lại tại đây anh em ơi. Hôm nay vào lan man tí 4-5 phút là cũng làm được 6 củ rồi, quá tuyệt vời rồi. Đối với tôi là quá tuyệt vời anh em ạ. À, đỉnh làm cái boss mà nó qua màn bố nó. Ok, thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhé.